Ủa anh bảo liệu anh liệu em có mua liên nước hoa quan của anh không? Sơn, anh ơi anh em Ơi mua nước hoa của anh Sơn này tưởng nhớ anh Chu Bin đi, mua nước hoa của anh Sơn này tưởng nhớ anh Chu Bin. cái hôm ra mắt nước hoa hay là anh Chu Bin anh về anh hát cho anh mấy bài ấy. Thế thì khả năng là cái thương hiệu của anh nó bị ảnh hưởng đấy anh ạ. Khả năng bị ảnh hưởng đấy nhờ. Nhưng mà chính thức bị bắt chưa? Tin chính xác chưa? Hay mày lại nói phết? Nói phép thì anh em thông báo chứ em có được biết đâu. Thế Anh chắc em không phải cứ đâu. tào lao. Có thật không anh ạ? Nói chung là, Có phải không? nói chung kể cả có chơi đi chăng nữa thì test lên như thế thì chắc là chị bị phạt rồi. Còn sợ bắt ở nhà ông ấy thì ông ấy dính tội tổ chức. Thế là dở đấy anh. Đấy, cứ đồ đạc cho nhiều vào. Giờ cứ hơi tí là đồ, nhất là cái loại mày. Mày live stream lên mày cứ lau đĩa đi các thứ cho giới trẻ người ta học hỏi kiểu thế. Chuyện nhá. Lau đĩa với lại toàn nói chuyện đồ đạc các thứ làm giới trẻ người ta học theo. Nhưng mà em nghiện có đẳng cấp nó khác. Đã là nghiện làm gì có nghiện đẳng cấp. Với lại Em hôm nghiện qua nhưng mày em vẫn thấy đi làm không, mà. lúc đêm hôm qua nhá, anh mời được hai anh em boy phố đúng không, đúng không, hai thằng đều muốn xiên mày. Các cháu nó còn nhỏ đấy, mày làm Em gì nghiện nhưng để em vẫn bây đi giờ làm giới anh trẻ ơi. nhìn thấy mày muốn băm thì hả? Nghiện nó chia ra hai giai cấp. Một là giai cấp nghiện thống trị. Giai cấp nghiện thống trị là tổng đồ, vừa nghiện vừa bán, vừa chơi. Và giai cấp là nghiện ăn cắp, tức là vật đồ quá đi ăn cắp, móc máy bơm câu chó. Thế anh thích loại nghiện nào? Nghiện nó chia ra hai giai Anh tầng chả khác thích nhau loại nhá. nghiện nào cả. Ừ. Anh nhá. Chứ không phải là ấy đâu, em nghiện nhưng em vẫn đi làm mà. Em làm gì? Em có ăn cắp trộm ai đâu. Nhưng mà nếu mà bị bắt đều án như nhau em ạ. Em ơi, nếu bị bắt thì đều án như nhau. Em hiểu không? Nếu bị Có đi bắt là gọi đều ạ. án như nhau. Không, thằng Khánh đã từng bị một lần bị bắt đồ rồi, nhìn thấy lá cờ bác thả ra luôn. À, thật đấy phép, mày dám thề không? Thề luôn, riêng cái cai không màu đi tù Thề tội như thế to. nào? Thề như thế nào? Thề là lần bị bắt đấy thì sao? Em mà nói điêu cái việc này nha, thằng xóm nhà em Này, ngày mai em gọi thầy Kim Cang nhá. Thầy đi ngủ rồi, chắc đi ngủ rồi. Mai lên live gọi thầy Kim Cang cho nói chuyện. Vừa Được ấy không? mới gọi thầy vừa Ok. hát karaoke xong mà. Này, nói Mày điêu làm mày gì? gọi thầy lên để PK ấy, xong để anh xin xin một chân ngay. Thầy Kim Cang này. Đây nhá. Ê. Ê. Em gọi được mà, anh em của em mà. Thế nhưng mà mai Anh mai em mày còn gọi đang lên còn đây PK nhá. Không, Được thầy không bị không? cây đâu. Thấy không Ê. PK Thầy đi bay này. á? Nước hoa nữ à, nước hoa nữ là S1, S2, S3 và đây.